Chào Nguyễn Trung, có nghe rõ không con? Tính mở nhạc ấy đầu mà là sợ nó lại đến mở nguyệt ấy, cái nhạc hòa tấu nó có nghe rõ không? Nguyễn Trung, Nguyễn Tùng lại ok vậy thì sợ không biết mở cái nhạc gì mà nó khỏi đánh bản quyền, ta không hiểu nổi, không hiểu. Hay mở nhạc lên là đánh bản quyền phải không? Ok thì thôi khỏi mở nhạc đi, chứ đáng lẽ là phải dạo đầu rồi mình cũng mở nhạc lai rai phải không? Y mở nhạc cách mạng chắc được, không biết được không, không biết. Rồi đi miền Tây về rồi, đi miền Tây về rồi chuẩn bị, nếu mà không có gì trục trặc thì mình sắp sửa đi Phan Thiết, còn bao nhiêu năm nữa đâu, đi cho cái gì ta, có cái bài gì mà ngày xưa rất là hay mà tôi rất là lâu, cái gì mà cái gì ta, cái gì mà tôi nhớ hồi xưa cái bài mà gì miền Nam nhớ Bác hay cái gì, cái bài gì có cái 70 à, con ở miền Nam ra thăm lăng Bác đó, bài 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 đó tên gì mọi người nhắc giùm coi, chào mọi người diễn đàn nha. Cái bài là bài gì ta, không biết quên mẹ nó rồi. Ok anh ha, thấy anh Phượng rồi. Phải không? Để thử coi nè. Chào anh. Ủa? Ủa sao? Nhớ một cái bài rất là hay, cách đây mấy chục năm cũng nghe một lần rồi, có một lần đi lưu diễn á, con ở miền Nam ra thăm lăng Bác à, cái gì bố hà hà có cái vụ hàng tre nằm trong đó nữa. Thế tôi bài 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 gì ha, lâu quá rồi. Hello, good night Tôi anh. trời. Rồi Tại chúng anh là rồi mừng nghe đó, rồi anh nghe tôi rõ không? cho nó nghe. Tôi nghe anh rõ mà. Ok, và bây giờ bắt đầu nha rồi đó. Morning ngay. Rồi good night anh. Ok bên nay bên này là Sao vậy ngày hả? hai rồi, bên đây bên này là sáng ngày 20 rồi,
Nhưng mà bên anh là tối ngày 19 vẫn, anh vẫn còn được quyền là nói chuyện về Bác Hồ sinh nhật của Bác, nói chung vậy. 19 tháng 5, đúng rồi. Đúng rồi à, đúng rồi à, đúng rồi. Thì hồi hai ông già mình gọi tâm sự đi, có nghĩa là mình hết nghe rồi, tại sao không nghe nữa? Tôi ông nói tôi nghe mà. Giờ nghe rồi, ok. À tôi thì tôi nói cho anh nghe, thì mình nói về cái kỷ niệm và nhớ cảm nhận của mình đi ha. Thì đầu tiên là tôi nói tôi trước rồi anh nói anh sau nghe. Ok. Sau cái ngày 30 tháng 4 đó anh hiểu không, tôi thì tôi nói từ lâu là tôi được được vào làm công nhân viên, nó thật là ở nhà văn hóa lao động ngày xưa là của Sạc Tay đó à, Biết chỗ mình đó dân thì chơi không ạ? đó ngày xưa mẹ đâu có đâu, ai mẹ dân thường đâu Đúng có dám rồi, đi vô, ngang là đủ nhìn nó là không được nhìn vào thôi đó, dấu tại vô, tụi Tây đó mới vô, Tây nó mới đó vô, vô phải có thẻ đấy. hội viên mới dám Yes, vô. đúng Nhưng rồi. mà sau khi mà nhà nước mà quản lý rồi thì bắt đầu cho tất cả mọi người dân chúng đi, ai muốn vô thì vô, gọi giống kiểu như là mở cửa cho tất cả mọi người đi vào đó. Thì trong đó nó có hồ bơi nè, có sân tennis nè, có hội trường là tất cả. Thì thời đó cái văn nghệ quần chúng nó rất là mạnh anh, thời tôi vào đó tôi làm về bên về vấn đề thiết bị âm thanh, về coi vấn đề chỉnh âm thanh rồi cho các ca sĩ lên á. Thì mình nhưng mà khổ một cái thời đó mình là lính á, mình là lính ngụy, cho nên là mình không có biết gì về Bác Hồ cả. Và cứ Đúng rồi. mỗi lần về lễ lập hoặc là 2 tháng 9, 30 tháng 4 thì mình có nhiệm vụ là nhân viên mà, cho nên là phải treo treo pano rồi phụ việc rồi dựng hàng rào rồi làm những chuyện gì để mà chào đón lễ đại khái là vậy. Thì tổ 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 chức ca nhạc, trong thư tư tưởng của mình chỉ biết làm thôi, thật chứ mà mơ hồ không hiểu cái đó, mình không hiểu được cái mấu chốt mà của cái lễ là xuất phát Tại từ đâu, mình đâu có biết con sao mẹ gì tại sao có đúng để mình không biết gì, rồi mình chỉ nhắm mắt mình làm cái công việc mình thôi, nó vui vui đấy đó. Thì có một cái lần là năm 1983 thì tôi đi công tác với lại cái đoàn của nhà văn hóa lao động á, thì đi ra một miền Bắc để làm một cái lễ kỷ niệm 55 ngày thành lập công đoàn, tôi nhớ hoài mấy kỷ niệm đó. Thì lần đầu tiên ra Bắc thì có một cái nghệ sĩ ngày xưa là nghệ sĩ quần chúng không à, chứ đâu có nghệ sĩ chuyên nghiệp Ok. mẹ gì đâu, nhưng mình hát rất là hay. Thì tôi có một cái nhớ một cái bài gì mà nó ra ngoài Hà Nội mà nó hát mà tự nhiên nó khóc, nó vừa hát mà nó vừa khóc. Có một cô ca sĩ tôi quên tên rồi, cô đó là cũng là công dạng giống kiểu như công nhân thôi trong miền Nam, nhưng mà cổ xí nghiệp là ví dụ như xí nghiệp vợ, xí nghiệp mai để khái để thì ra ngoài đứng đâu. Thì có một cái bài đó gì là em con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác mà cái gì rất, cái câu đó rất là hay mà mình nghe mình làm trong chức vụ là cái là chuyên viên âm thanh để chỉnh cho tất cả mọi người hát mà mình lại không để ý mấy cái vụ đó, cái là mình làm để cho có việc làm mà thôi, chắc thực tế là không có hiểu gì à. Thì bắn một thời gian nó thẳng là đối với mình là mình mơ hồ, đối với Bác Hồ thì mình mơ hồ á, mình không có một cái khái niệm gì trong rõ rệt trong đầu. Tôi nghĩ anh cũng như với tôi thôi, mình không biết cái gì cả, nó thẳng là gì? Không biết gì hết á. Làm để có cái việc làm nhưng mà mình không có gây một cái gì ấn tượng sâu sắc về cái nhân vật mà tất cả mọi người đều sùng bái, nó thành vậy. Thì sau khi làm xong rồi cái qua qua Mỹ định cư thì xong làm bắn đi thời gian đi, rồi cũng vì công việc bận bụng rồi về có công việc và coi như cơm áo gạo tiền mấy chục năm. Sau khi rảnh rỗi bắt đầu đi mò lên, bắt đầu mình cũng dốt công nghệ vì computer lắm, nhưng mà cũng được cái con cái nhà nó chỉ, cho nên vì cái chỗ đó cho nên ra mới thao tác trên Google rồi bắt đầu mới tìm hiểu có những nhân vật lịch sử, chẳng hạn như là Bác Ngọ Võ Nguyên Giáp, anh biết rồi, chương trình nào có mà mình đâu có học của mẹ đâu, không có biết mà không biết mỗi gì cả mà bắt. Bởi vì mình nói là coi như là bởi hồi xưa mình có cái tụi là chương trình bước màn sắc về Cậu đêm chết ở trên đó, kia với mày phát đúng con rồi, là người không biết mẹ gì hết rồi. Thì mà tánh tôi cái kỳ đó anh, cái gì mà mình hay tò mò và thắc mắc, mình hỏi cái lý do Bác Hồ là lý do tại làm sao mà tất cả mọi người dân trong nước đều yêu 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 mến và tôn tôn kính. Rồi bắt đầu mình mới mò mẫm, rồi mình bắt đầu mình mới coi tiểu sử rồi xong rồi bắt đầu mình lên cái chỗ mà Weekly Media đó, ok. rồi toàn thư thế ở đấy cũng vô cũng đi. Thì tất cả mọi người đều phải công nhận, mà nó có nhiều cái mà mình phải công nhận là mình phải thực sự thán phục, và mình cảm thấy là mình Công nghiệp không? nể
và nó có những cái mà mình có thể là mình người thường không làm đại được như ổng. Và Đúng rồi. khi mình cũng hay tò mò đó, bởi vì thường thường bên này đó, những cái đám mà chống cộng thì nó hay xuyên tạc bóp méo lịch sử, rồi nó chửi nó rủa đủ trò cho vậy. Thì mình mới nghĩ, mình mới tải lên sao kỳ ta, thì mình mới lên Google, thì mình mới phát giác ra những cái điều rất là hay về bác. Nói thẳng là như vậy, không có một cái người nào mà được như bác cả. Có nghĩa là vậy, tôi thử hỏi cho một câu đơn giản thôi, thì những nhân vật lãnh tụ của thế giới đó, mình không nói mà nói tất cả thế giới luôn chứ đừng có nói cái muốn nào, thì không có một nhân vật lịch sử nào mà được toàn thế giới đặt tên đường. Nó chỉ toàn thế giới thì không có đúng, hai ba chục Rất nước bị gì nhiều, đặt tên đường, đặt tên rất đường, nhiều. dựng tượng đó người ta. Bởi vì theo mình hiểu là ông ấy là một ngọn đuốc mà giống kiểu mình soi đường, có nghĩa là người đó đã lãnh đạo đất nước mình vượt qua một cái thời kỳ rất là khó khăn. Đất nước Việt Nam mình trải qua chiều dài chiến tranh rất là nặng nề, từ Pháp, từ Nhật, từ Đức, từ Pháp rồi Nhật rồi Mỹ, rồi tùm lum chiến tranh triền miên cả trăm năm. Thì ông ấy là một người mà lãnh đạo tài ba, nói thẳng như vậy. Rồi sau này rồi nó có nhiều rồi, có những cái nguồn tin, rồi những cái em mình cứ coi lên những cái tin tức website, và Bác Hồ nhà ta đã được vua hậu UNESCO của Liên Hiệp Quốc là vinh danh là một nhân vật mà thuộc về kia bằng nhân gì doanh nhân văn Doanh hóa thế giới. doanh Đúng rồi, nhân. là có bạn đúng rồi, văn hóa thế giới, và được ấy, và thậm chí những người lãnh đạo của tất cả thế giới về tham qua nước 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 mình đều nguyên mình trước lễ đài, và những cái vòng hoa, đặt vòng hoa. Cái đó lý do tại sao à, không lẽ nhưng mà nó vẫn cứ chửi thì mình mới nói tại sao đó, nó buồn cười thôi. Bây giờ mình biết, mình hiểu là được rồi, mình hiểu là được rồi thì mình mới cảm thấy. Và các một cái mà mình xúc động ở chỗ này nè, xúc động là ở chỗ là sau này khi nghe lại một cái tiểu sử á, thì khi Bác Hồ mà mất á, thì trong người không có gì, không có nhà, không có cửa, thậm chí không có bất cứ một cái chuyện gì cả, thậm chí trong túi cũng không có tiền luôn. Và trong khi đó anh thấy không, trong khi không đâu có đó gì đâu. không có gì cả, thì rõ ràng cái điều đó thì mình mới thanh bình. Thực sự là mình xúc động, là bởi vì tôi nói anh có thể anh không tin, 100 người nói anh không tin, 1 vạn người nói anh không tin, một đất nước nói anh không tin, nhưng mà cả thế giới nói đương nhiên anh phải tin, chắc Đúng chắn rồi. là phải vậy rồi. Nhưng mà có những cái chuyện, những cái bọn mà coi như là kêu là không chấp nhận sự thật, mình cái chuyện nó của miệng của nó, phải miệng của mình, nó quyền nói, và mình có quyền mình nghe hoặc là không nghe là quyền của mình thôi. Và bởi vậy mình mới hiểu được những cái ngày mà kỷ niệm về Bác, bất cứ cái chuyện gì, thí dụ như một cái sự kiện gì đó mà liên quan tới Bác, thì mình thấy dân trong nước rất là hồ hởi phấn khởi, và mình mới cảm thấy là những cái đội đá banh hoặc là những cái SEA Games rồi những cái hội gì, cái gì mà tổ chức dính líu tới mà Thành vào cờ công sắc thì áo là kêu kêu là có tình hình ảnh của ổng. nó Cái còn điều đặt đó nữa là mà. mình rất là hay, mà mình cảm thấy là mình thán phục cái điều Đúng đó. Mà đó là thì tôi nói cho anh nghe, thì sau này thì hồi xưa tôi không biết, nói thẳng thì anh, tôi cũng giống với anh thôi, mơ hồ. Và ông Bác Võ Nguyên Giáp và ông Nguyễn Minh, thì người Việt mình đưa lên coi như là gần như là một vị coi như là công thần, khai quốc công thần, nói thẳng là như vậy. Mà thật sự là vậy, mà thật sự là vậy, là bởi vì cái tên nước Cộng hòa xã hội Triệt Nghĩa, Cộng hòa xã hội Việt Nam, nó đã khai sinh ra từ ngày hai chín do Bác Hồ đầu tiên không, đúng là vậy. Nhưng mà tụi nó vẫn chửi, nó buồn cười lắm, nó có nhiều cái tôi kệ cha, mình không bàn tới tụi nó nữa, mà mình chỉ nói cái điều đó là tôi nói cho anh nghe. Chính vì cái điều đó, không phải là tôi, đây là thật rõ ràng tôi là giống như anh thôi, một người lính bên kia chiến tuyến nhưng không hiểu. Bây giờ hiểu được rồi thì mình mới xác nhận điều đó. Khi hiểu già rồi, nhưng mà không có muộn, không đúng muộn anh, không muộn có nghĩa là mình biết được là tốt, có nghĩa là vậy. Bởi vì tôi mới yêu đất nước của tôi là như vậy đó đúng rồi. Và từ xưa cái vậy, giống như những người mà mình đã trải qua trên chiến, giống như như tôi và anh à, có nhiều người phát ngôn thôi đừng chiến tranh nữa, ăn muối vẫn còn sướng hơn, thậm chí nó chấp nhận ăn muối, mà chấp nhận ăn muối thời đó đã cầu nguyện là ăn muối cũng còn sướng hơn, để chiến tranh nó nổ ra để thấy vậy. Thời đó là như vậy, thì huống chi bây giờ Việt Nam mình nó sung sướng quá 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 ư là sung sướng, hầu như cái gì nó vượt bậc. Thôi mình cũng mình ngừng ở đây rồi, anh mình nghe anh nói ok anh. thì cũng như anh vậy đó, những cái gì mà mình biết về Bác Hồ tức là mình chỉ có biết kể từ khi mình qua đến Mỹ thôi, thì là tại vì ngay từ những giây phút đầu là mình đã
tìm đã tìm hiểu rất nhiều, càng ngày càng nhiều về Việt Nam, đặc là tại vì chiến tranh chứ không có gì cả. Thì thế này, thì cuộc đời của Bác Hồ, tức là tất cả người đều nói rồi, tất cả 100 triệu người Việt Nam của mình ai cũng biết một bao nhiêu đó về Bác. Anh nói ra cái điều đó là đúng, rất là đúng. Mà với tôi đây, tức là cả cuộc đời của Bác à, thì tôi nếu mà nói Bác à, thì tôi chỉ có hai điều tôi muốn nói thôi này. Thứ nhất á, là Bác rất là con người, Bác rất là hà tằn hà tiện, con người Bác là rất là tiết kiệm, không bao giờ Bác hoang phí bất cứ một cái gì cả. Cho tôi nói chút xíu nữa à, cũng mấy lúc gần đây tôi mới biết thôi, lúc nào mình già mình cũng chậm trễ hơn bọn nhỏ, thì tôi mới có nghĩa là vậy. Ở Việt Nam có một cái ông giáo sư tiến sĩ Hoàng Chi Bảo gì đó, cái ông đó ông kể Hoàng Chí chuyện Bảo, về những cuộc Nguyễn Chí cuộc đời Bác Bảo, Hồ, ok. thì mình mới cảm thấy nó bổ túc vô cái sự hiểu biết của mình đó thêm, anh hiểu tôi nói không? Thành ra mà Đúng khi nghe Hoàng Chi Bảo nói thì mình xúc động ở cái rồi. chỗ này là mình hiểu và hiểu hơn. Rồi, Đúng rồi. mình chỉ hiểu ngày xưa tới 50, 70 thôi. Nhưng mà khi mà ông gọi cho ông nói với mình, ông diễn thuyết và ông nói về những cái lời mà nói về Bác Hồ, thì cảm thấy là mình thấm. Thấm Đúng ở rồi. đây là có nghĩa là mình hiểu hơn được một chút xíu nữa về một cái nhân Đúng vật rồi. lịch sử như Đúng vậy. rồi. Đó là vậy. Rồi, tới anh đi. Ok. Thì khi mà mình nhắc Bác Hồ đó, thì là mình chỉ nhớ là mình cái điều đầu tiên mà mình muốn nhắc đó là Bác, con người Bác rất là tằn tiện, Bác không bao giờ Bác phung phí bất cứ một cái gì. Mình cứ thử tưởng tượng là thế này này, đến năm 1955 thì lúc đó là cái cuộc chiến với Pháp coi như nó ngừng rồi, thì là cái Việt Nam anh chia làm đôi. Mà nếu mà phải phải như người khác ấy, mà tham lam ấy, thì thôi bây giờ ông ngồi đó này, ông lo ông hưởng thụ cảnh, lo hưởng thụ. Bác có thể sống một cách nhàn hạ sung sướng lúc đó Bác là chủ tịch nước. Nhưng mà anh biết không, khi mà tôi đi ra ngoài, tôi vào lăng Bác Hồ, tôi thăm, tôi về Hà Nội, mà tôi đi đi vào cái lăng của Bác, cái chỗ Bác ở đó, tôi nhìn nhìn cái, tức là lúc đó Bác có thể ở một cái nhà rất là to, rất ở đó Bác ở, nhưng mà nhìn cái nhà của Bác có thấy là ông có người ông có muốn gì cho ông. Đấy là cái chuyện Giảng gì? cá nhân, ông có muốn gì, ông chỉ muốn là cái điều gì Bác muốn là tất cả mọi người biết. Nhưng mà còn thực sự trong con người của Bác không có muốn gì cho Bác cả. Cả đời Bác mặc một bộ quần áo, một đôi dép, một cái bàn đánh máy. Đó là một cái chuyện đầu tiên về về cái sự ham muốn. Cái chuyện thứ nhì đây, Tôi được khi cái bên vinh kể dự là cái năm ok 2019 á, tôi có đi ra thăm lăng Bác, nhưng mà vào chưa có được là bởi vì đi quá sớm cái ông qua thì đi xe lửa ra phải 4 giờ sáng. Cái thằng cháu nó dẫn đi vô Bác, nó kêu giờ này sớm quá chưa có vô được, nhưng mà được cái chứng kiến cái cảnh nhà chào cờ rồi đi đi được chỗ nhà của Bác, nhà ở nhà ngay sàn á, nhà rồi cái tôi nhà rồi xong cái phòng làm việc của Bác. Mình vô mình giống đấu giống như anh nói, nó thô sơ và nó chẳng có không có cái gì cả, không có một gì cả. Tự nhiên mình cảm thấy tại làm sao có một công vị một vị một chủ tịch nước mà nó đơn giản mà nó mộc mạc mà nó có không có cái gì cả. Đó tôi nhớ kỷ niệm đó là ở thằng cháu rất là dễ thương, nó tên là Công Lý dẫn tôi đi, là nó đi ra nó giới thiệu cho mình biết là tôi được vinh dự đi trước anh có đi ra đấy chưa, đi ra thăm nhà sàn đi chưa? Có chứ, Tôi đi rồi, mình ra tôi đi rồi rồi, tôi đi à, rồi, tôi đi năm 2019 thì tôi ao ước được đi lần nữa. Tôi ao ước được đi vào lăng chứ hồi xưa là đứng trước lăng thôi. Đi sớm quá mà có thằng Long Thủy ra rồi hai anh em selfie chụp hình thôi chứ chưa vô được bởi vì nó sớm quá chưa ai mở cửa. Với lại thì rồi thì mình đi quá ngắn ngày cho nên ra mình cũng không đi được nhiều, cho nên nhưng mà mình ao ước đi một lần nữa, đi cũng đi ra thăm nhà lại cái chỗ giống như cũ, đi thăm lăng Bác rồi nói chung là vậy. Rồi tới bên anh nói đi. Ok. đó là điều đầu tiên. Cái điều thứ nhì mà mình muốn nói, tức là Bác còn trẻ, Bác có tình yêu. Thấy thì bây giờ thì tất cả mọi người biết Bác có yêu cái cô con, một cái người đó tên là Huệ.
mà ngay ngay từ lúc đó đã bắt biết rằng thì là bây giờ mà nếu mà mình có người yêu là có, nếu mà mình có vợ là mình phải có con, là mình cái đầu óc của mình là phải chia đi, nó không còn tập trung lại ở cái việc cái lý tưởng của bác là giải phóng Việt Nam ra khỏi nô lệ và giải phóng Việt Nam đòi lại độc lập, một cái trách nhiệm rất là to cao cả, mà nó rất là to mà nó lớn lắm cả. Bác tôi nghĩ là ngay từ lúc đó, ngay từ hồi còn trẻ bác nói là nếu mà bây giờ mà mình lập gia đình tức là mình không có còn đủ, mình không còn cái đầu của mình á, mình phải chia ra, mình không còn đủ sức để mà mình sẽ không, mà khi mình lo cái đại cuộc như vậy nó thiếu đi một phần của cuộc đời mình. Thành ra bác hy sinh cuộc đời của bác, hy sinh cuộc đời một cuộc đời đàn ông của bác để bác tập, để tất cả những gì còn lại trong đầu của bác đi theo cái mục đích đó. Tôi nghĩ đây chỉ có những người mà ở trong Phật đây này, thôi bây giờ mình nói chuyện hiện tại bây giờ này, bây giờ mình nhìn mấy ông linh mục ạ, tại sao ông có được lấy vợ, tất cả mọi người hiểu là ai cũng muốn lấy đàn ông, là ai cũng muốn lấy vợ, nhưng mà họ căn bản là một cái lý do mà người ta không có được lấy vợ đó là tại vì cái đầu người ta không có muốn chia vào cái trách nhiệm về ruột thịt tình yêu, để cái đầu người ta tụ họp lại để làm một cái công việc quan trọng to lớn. Ở bên Phật giáo cũng vậy, có những cái chi nhánh cũng đến bây giờ họ nói là ở ngoài muốn làm gì làm, nhưng mà nếu mà đi tu thì không có được lập gia đình, tại vì lập gia đình là phải lo cái này lo cái kia, không có làm được. Tôi nghĩ đó là Chia một cái sẻ, một đúng rồi, hy sinh, tôi nghĩ đó là một cái đặc tính, sự hy sinh. cái sự hy sinh mà không có một người nào làm chính mà họ dám làm cả, không có bất cứ một ai. Ngay đến bây giờ ai đi làm chính trị, ai đi làm cách mạng thì cũng đều phải có gia đình, nhưng mà chỉ riêng bác hy sinh cuộc đời, cái hạnh phúc cá nhân của mình để cống hiến tất cả những cái tim óc, những cái sức lực của mình vào một cái công việc là giành lại độc lập cho người Việt Nam. Một cái chuyện mà anh biết không, thời gian đó, đó là một cái chuyện không có thể nào người ta có thể tưởng tượng ra được, tại vì Việt Nam anh nó là dân nô lệ, anh cứ nhìn nó mà mỗi lần nó mà dân nô lệ mà nó khởi lên đấy, mỗi lần mà nô lệ mà nổi lên nhận được cái sự trừng phạt rất là nặng nề, kể từ ngay từ cái hồi mà Chúa Giáng sinh, trước Chúa Giáng sinh mà nó đã nổi dậy, tức là nó bị cái sự trừng phạt rất là nặng nề. Như là chẳng hạn như hồi đó mình ở Việt Nam mình, tôi có được có coi cái phim Spartacus là hai anh em người nô lệ Basketball. Spartacus, thì và nếu mà đã là nô lệ rồi anh thì rất là khó để mà biến thành người độc lập, không, tại vì cái người nô lệ nên mình ở trong đó lâu quá rồi đó, mình biến thành nhu nhược anh ạ, Nhược về tư trong tưởng. tư tưởng và nhu nhược về cái thể xác của mình. Mà ngay từ lúc đó này bác đã cái nhìn có thể nào nghĩ ra được và có thể làm được như vậy. Tôi nghĩ bác là thánh sống, lúc mất đi bác là thần. Và tôi nghĩ là tại vì như vậy đây thì mình mới thấy là tại sao mà những cái nhân viên của bác, những người bác dùng đó, là họ rất là một lòng một dạ sống như bác vậy đó. Hồi đó bác qua bên Mỹ này nè, bác đi đủ mọi nơi, nếu mà bác muốn sướng cái thân của bác ở lại đây lập gia đình, đâu có ai nói gì bác đâu. Cái chuyện đó nó lặp lại, nó xảy ra năm 1958 59 rồi. Hồi đó ông Phạm Xuân Ẩn ông qua California ông học này, mặt trận gửi ông qua bên gửi ông qua để đi học, mà tất cả khi mà ông ba đấy ông học xong rồi thì tất cả đồng bọn đồng đội của ông ở Việt Nam là đều đã bị bắt hết rồi. Ông đi học qua đây làm tình báo mà ông ở đây đó, ông chưa có vợ, ông ở đây mà bây giờ ông nếu mà ông ở lại đây thì là ông có ông là biến thành một con người rất là sung sướng, nhưng mà không,
một mình ông lặn lội tìm cách về, ông về Việt Nam. Tôi nghĩ đây, tại vì cái sự hy sinh của bác nó quá 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 là to lớn, thành thử ra những người cộng sự của bác, thứ nhất là họ rất là giỏi, thứ hai là họ tất cả những người cộng sự của bác làm việc của bác là thật lòng, và bác nói cái gì người ta nghe là tại vì người ta kính phục bác. Đấy, chuyện của bác là mình có thể